Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Khánh Hòa thứ 6 ngày 16 tháng 8 với những nội dung đáng chú ý sau. Cơ bảo đảm hiệu quả khai thác sử dụng khu tái định cư, tránh lãng phí nguồn lực. Nha trang ra mắt chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Chương trình hành trình đỏ lần thứ 12 tiếp nhận gần 128.120 đơn vị máu hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề về tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật, kết quả công tác đối ngoại của Đảng nhà nước ta 6 tháng đầu năm 2024. Dự hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các vị ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, các bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại Bộ Ngoại giao, thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới nổ bật. Kết quả công tác đối ngoại của đảng, và nước ta 6 tháng đầu năm 2024 theo đó thời gian qua tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh phức tạp với nhiều yếu tố bất ổn khó đoán định nhất là cạnh tranh gây gắt giữa các nước lớn xung đột leo thang căng thẳng nhưng công tác đối ngoại của đảng nhà nước ta đã được triển khai chủ động hiệu quả đồng bộ toàn diện đạt nhiều thành tựu tích cực góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thu hút các nguồn lực quan trọng để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nâng cao vai trò uy tín vị thế của đất nước Hội nghị là dịp để các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh cập nhật thêm tình hình thời sự thế giới và trong nước nổi bật, nắm vững, hiểu rõ, tin tưởng, non cao nhận thức về các chủ trương, chính sách, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, thành tựu của đảng, nhà nước ta trong công tác đối ngoại, khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao, qua đó có phần thông tin lan tỏa kịp thời đến cán bộ đảng viên thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh chiều nay đoàn công tác của bộ khoa học và công nghệ do ông trần hồng thái thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh khánh hòa về kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh ông lê hữu hoàng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh tiếp đoàn Giai đoạn 2022-2024, tỉnh Khánh Hòa đang theo dõi triển khai thực hiện hai dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi, 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Đã thành lập và tổ chức họp các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu kết quả của hơn 30 nhiệm vụ, trình Ủy ban dân dân tỉnh công nhận kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 13 nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh đang hỗ trợ phát triển, bảo hộ mới trung bình 3 nhãn hiệu một năm. Đến năm 2024, tỉnh Khánh Hòa có 11 doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp chứng nhận và hoạt động, khoảng 40% số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và tăng trưởng tốt. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái ghi nhận các kết quả ngành khoa học và công nghệ của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ các sở ngành liên quan của tỉnh tiếp tục nghiên cứu cùng tham gia ý kiến để hoàn chỉnh tiếp dự thảo đề án thành lập trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương đối với đề xuất kiến nghị của tỉnh thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của bộ đầu mối là vụ ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật tiếp tục tổng hợp những khó khăn vướng mắt kiến nghị đề xuất của địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng để kịp thời hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết tháo gỡ giúp địa phương Sáng nay tại thành phố Nha Trang, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 quy mô toàn quốc. Tham dự có bà Bùi Thị Hòa, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Về phía tỉnh Khánh Hòa, đến dự có ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 đã tổ chức được hơn 430 điểm hiến máu tại 51 tỉnh thành phố tiếp nhận trên 128.000 đơn vị máu. Riêng tại tỉnh Khánh Hòa, hành trình đỏ năm nay đã vận động được 4.000 người tham gia, tiếp nhận được hơn 3.000 đơn vị máu. Nhờ một phần lượng máu tiếp nhận được từ chương trình trong tháng 6 và 7, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã điều chế và cung cấp trên 140.000 đơn vị máu cho các cơ sở y tế tại khu vực miền Bắc. Bên cạnh đó, đã cung cấp hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tại Đắk Lắk gần 1.500 đơn vị Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu cho biết, hàng năm, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, tổ chức thành công chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ, lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện. Ông Đinh Văn Thiệu khẳng định, phát huy những kết quả đạt được qua 11 năm gắn bó với chương trình, những năm tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện nói chung và hành trình đỏ nói riêng. Tại buổi lễ, chương trình đã trao tặng biểu trưng, giấy chứng nhận cho các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của 51 tỉnh thành phố tham gia tổ chức hành trình đỏ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn tiếp tục những nội dung tại quy định số 1384 qdtu tu của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiêu chuẩn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong chương trình thời sự tối nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung về những tiêu chuẩn cụ thể đối với nhóm chức danh khối cơ quan mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Cụ thể đối với chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đồng thời cần có những phẩm chất năng lực hiểu biết sâu về công tác mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân có năng lực cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước để lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nghị quyết chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả có năng lực tuyên truyền vận động thuyết phục tập hợp quân chúng, xây dựng liên minh chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của xã hội và tổ chức giám sát phản biện xã hội, có nhiệt huyết và là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, có kinh nghiệm và uy tín trong tổ chức mặt trận, có uy tín ảnh hưởng trong đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, phải là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy hoặc ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, có quy hoạch ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy đã được phê duyệt đồng thời đang giữ chức vụ hoặc đã kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, bí thư, phó bí thư, cấp ủy cấp huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc cấp trưởng, cấp phó các cơ quan đơn vị cấp tỉnh. Trưởng các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn của ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, đồng thời cần có những phẩm chất năng lực, có hiểu biết toàn diện về công tác được phân công phụ trách đại biểu quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên hội viên có năng lực cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước thành các chương trình kế hoạch hành động và tổ chức thành các phong trào để thực hiện có hiệu quả trong lĩnh vực được phân công có năng lực tuyên truyền vận động thuyết phục tập hợp quân chúng đoàn viên hội viên và giám sát phản biện xã hội nhiệt huyết gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân có kinh nghiệm uy tín cao trong tổ chức và đoàn viên hội viên đang giữ chức vụ hoặc đã kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, bí thư, phó bí thư, cấp ủy cấp huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc cấp phó cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trở lên. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phó trưởng các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, hiểu biết về công tác của mặt trận, tổ chức chính trị xã hội, có năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thành các chương trình kế hoạch của mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội có năng lực tuyên truyền vận động thuyết phục tập hợp đoàn viên hội viên nhân dân và giám sát phản biện xã hội đang giữ chức vụ hoặc đã kinh qua hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ lãnh đạo quản lý cấp trưởng phòng và tương đương trở lên ở các cơ quan đơn vị cấp tỉnh hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy trở lên hoặc cấp trưởng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện hoặc cấp thường vụ trong các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Đối với các chức danh khối cơ quan mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh ngoài tiêu chuẩn được quy định trên còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương nếu có. Thưa quý vị, vừa rồi là những tiêu chuẩn cụ thể đối với nhóm chức danh khối cơ quan mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Trong chương trình thời sự tối mai, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với nhóm chức danh khối cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh và khối cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay, tại chợ xóm mới Nha Trang, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức ra mắt mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt, sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều tiểu thương khách hàng. Chương trình ra mắt chợ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm giới thiệu và hướng dẫn bà con tiểu thương và người tiêu dùng sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt do các ngân hàng, doanh nghiệp cung ứng giải pháp thanh toán cung cấp. Sau khi chính thức ra mắt tại chợ sớm mới vào ngày hôm nay, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng tại chợ Đầm, chợ Vĩnh Hải và chợ Phương Sơn, Nha Trang. Tiểu thương và khách hàng dễ dàng tiếp cận với các công nghệ thanh toán hiện đại như quét mã QR, ví điện tử, chuyển khoản, thanh toán qua thẻ ngân hàng. Theo ban quản lý chợ sớm mới, Đến nay, hơn 90% tiểu thương tại chợ đã mở tài khoản và trang bị mã QR. Thời gian đầu, nhiều ngân hàng và đơn vị cung ứng dịch vụ cũng đã hỗ trợ SIM 3G, 4G. Theo thống kê của ngân hàng nhà nước chi nhánh Khánh Hòa, đến nay toàn tỉnh có tổng cộng trên 1,8 triệu tài khoản của tổ chức và cá nhân giao dịch thanh toán bằng điện thoại di động đạt trên 71 triệu món, với tổng số tiền trên 452.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượt thanh toán bằng điện thoại di động đã tăng hơn 2 lần, cho thấy việc thanh toán bằng điện thoại di động đã trở nên phổ biến hơn đối với người dân trong tỉnh. Chợ thanh toán không dùng tiền mặt góp phần hiện đại hóa hoạt động mua bán tại chợ truyền thống, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang trong giai đoạn triển khai thực hiện các quy hoạch, trong đó có đầu tư xây dựng nhiều dự án lớn trên địa bàn. Chính vì vậy, việc hình thành các khu tái định cư để phục vụ nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng đang được tỉnh rất chú trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để bảo đảm hiệu quả của các khu tái định cư cũng là một bài toán cân tính đến để tránh lãng phí nguồn lực. Ghi nhận thực trạng tại khu tái định cư xóm Quán, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa. Một góc của khu tái định cư xóm Quán xã Ninh Thọ, thì xã Ninh Hòa. Trường mầm non của khu tái định cư lúc mới xây dựng rất khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nay hiện trường hoang tàn như thế này. Bị trộm cấp, hư hỏng, xuống cấp. Công trình trường mầm non sớm quán, bỏ hoang, không trẻ học. Không gian xung quanh trường cũng cùng cảnh điều khiêu. Tôi về đây là 6 năm, thì lúc đó tôi về thì thấy cái nhà trường đi thì đang làm. Thì cũng làm lúc đầu làm xong thì cũng có người ở giữ. Rồi sau này không ai ở giữ, giờ à, bảo quen giờ nó cửa rồi nó cũng dở hết. Thấy nó dở trộm hết trợ ngói rồi, cũng dở hết. Tôi thấy ở khu tái định cư đây á, thì trong dân làng ở còn đi về đi thì có bốn cái nhà mà hiện tại nó bén đi hết hai cái giờ còn hai cái nữa tôi cũng muốn là trăm gia dân giờ ở cha đâm mở điện đồ lên cho vui vẻ đỡ không thì trộm cắp cũng rất nhiều mình cũng sợ sông quán là một trong những khu tái định cư có diện tích rất rộng hơn 50 mươi hecta quy mô đầu tư lớn gần 400 tỷ đồng do ban quản lý khu kinh tế phân phong làm chủ đầu tư phục vụ người dân bị di dời do ảnh hưởng của các dự án chủ đầu tư một đằng đi bàn quản lý một đẻo chưa thống nhất, dứt điểm trong quá trình bàn giao, bảo vệ, sửa chữa, nên sự phân định trách nhiệm cũng không rõ ràng. Gần 10 năm, dù tương đối đầy đủ hạ tầng, nhưng đến nay khu tái định cư chỉ có một vài hộ ở. Em ở đây là 9 năm rồi. Đây một mình em với ba cái nhà kia cũng cắt ba nhà nhưng mà cũng đi hết rồi. Còn mình em ở à. Đi học thì bình thường, em xuống nên gym em học, chở con xuống nên gym á. Các gì điện ở trên chỗ trường mầm non rồi mới mở á tại không có ai quản lý thay xong đỡ đó vậy thôi đường nào là không có người phế cũng mong người dân rồi lên ở rồi điện rồi mở lên cho nó sáng sủa vui cứ đây có mình 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 cũng sợ theo ghi nhận từ người dân một trong những nguyên nhân khiến khu tái định cư sông quán vắng người ở do một số dự án chưa giải phóng được mặt bằng vị trí không thuận tiện cho nghề nghiệp mưu sinh không có người quản lý thiếu kinh phí bảo trì những hạng mục xuống cấp lãng phí nguồn lực tại khu tái định cư sông quán cũng là thực trạng cần rút kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những vấn đề lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt lưu ý trong buổi làm việc vào tháng 6 năm 2024 vừa qua với Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa, huyện Phạm Ninh, Ban quản lý khu kinh tế Văn phong, phong và các sở ngành về xem xét chủ trương đầu tư các dự án tái định cư. Trong đó, sự cần thiết phải rà soát thẩm định quy mô đầu tư, tính hiệu quả của các khu tái định cư dựa trên nhu cầu vào ở của người dân cũng như tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm cơ sở hạ tầng và có những chính sách hỗ trợ để thu hút người dân đến sinh sống. Sau 2 ngày xét xử, sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt hai bị cáo cho vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm Khánh Hòa. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trường, cựu phó giám đốc, đăng kiểm viên, tổ trưởng tổ đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới tỉnh 8 năm, 6 tháng tù về tội nhận hối lộ và 7 năm tù về tội giả mạo trong công tác. Bị cáo Nguyễn Văn Phiêu, cựu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải Hòa Bình, trụ sở tại thành phố Nha Trang, 7 năm tù về tội nhận hối lộ. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Trường đã lợi dụng vị trí công tác để nhận tiền của các chủ xe khi được nhờ làm hồ sơ đăng kiểm trái luật. Mặt khác, dù biết bị cáo Phiêu không có chức năng cải tạo xe cơ giới, nhưng bị cáo Trường vẫn liên hệ nhờ cải tạo xe trái phép bị cáo Trường còn trực tiếp làm, hoàn thiện hồ sơ để trình giám đốc ký duyệt, trong đó đã trả chữ ký của bị cáo Phiêu và một đăng kiểm viên để hồ sơ đó được phê duyệt trái luật. Đối với bị cáo Phiêu, dù không còn chức năng cải tạo xe cơ giới, nhưng vì lợi ích đã bất chấp để thực hiện, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, làm sai lệch chủ trương, chức năng của hoạt động cải tạo xe cơ giới. Chương trình thật sự tối nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.